Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào anh trở lại với một video vlog điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và chủ đề video vlog điện thoại ngày hôm nay của chúng ta đó là xếp hạng các tiêu chí khi đi mua điện thoại giá rẻ. Đấy, thế thì ở trên kênh YouTube của mình thì mình làm rất nhiều những video về tư vấn điện thoại rồi. Và mình cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi của các bạn. Và đa phần các bạn hay hỏi mình là: anh ơi, bây giờ em muốn mua điện thoại giá rẻ thì không biết là với anh thì những cái tiêu chí mà anh đưa ra để mua điện thoại giá rẻ là gì, thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết được hay không? Đấy, thế thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là với những cái tiêu chí mà cá nhân mình đưa ra đấy nhá. Có thể nó sẽ phù hợp với nhiều bạn nhưng cũng có thể nó không phù hợp với cả một số bạn. Đấy, thì các bạn sẽ xem là cái nào nó phù hợp thì các bạn chắt lọc ra, được chưa ạ? ClickBuy, iPhone cũ cam kết không zin tặng máy, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng, cả rơi vỡ vào nước, reset bảo hành miễn phí nếu máy lỗi. Đối với cả bản thân mình thì thường là yếu tố đầu tiên mình sẽ quan tâm tới, đấy là mình nên mua điện thoại cũ hay là điện thoại mới. Thế thì với điện thoại giá rẻ nhá, thì thường là mình sẽ ưu tiên hơn để mua điện thoại mới tinh. Đấy. Ví dụ như là điện thoại cũ mình vẫn có thể lựa chọn mua được, nhưng mà có thể nó là những chiếc điện thoại mà nó đã rất là lâu đời rồi. Ví dụ như ở trong cái tầm giá khoảng 3-4 triệu chẳng hạn, mình mà mua iPhone đi, mình chỉ mua được iPhone 7 hoặc iPhone 8 cái thứ này. Hay là mình mua Samsung thì mình cũng chỉ mua được những cái mẫu máy Samsung mà cách đây khoảng 4-5 năm rồi. Thì thực sự là nó đã quá cũ rồi. Thì với việc mua điện thoại giá rẻ như thế thì nói thật là mình sẽ ưu tiên hơn thôi. Đấy. Chứ còn tất nhiên tùy một số những trường hợp đặc biệt, nếu như mình mua được một cái chiếc điện thoại cũ mà giá nó phải rất hời, thì rõ ràng là lúc đấy mình sẽ ưu tiên rồi. Hoặc là mình biết được rõ nguồn gốc, mình mua lại của người thân bạn bè thì ok, đồng ý. Chứ còn thông thường thì mình sẽ ưu tiên mua mới hơn. Cái yếu tố thứ hai mà mình quan tâm tới, đấy là hiệu năng. Đấy, bình thường thì đối với cả những cái chiếc điện thoại đắt tiền, điện thoại flagship thì không bao giờ mình quan tâm tới yếu tố này mấy đâu. Bởi vì với mình ấy thì thường điện thoại đắt tiền thì bản thân nó đã có hiệu năng đủ tốt rồi. Nhưng với điện thoại giá rẻ thì đấy là một câu chuyện khác. Nên là cái yếu tố thứ hai mình quan tâm tới đấy là hiệu năng. Các bạn cứ tưởng tượng như này này, hiệu năng không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng một khi hiệu năng mà đã không đáp ứng đủ các cái nhu cầu của chúng ta ấy, thì tất cả những thứ khác nó đều trở nên vô nghĩa hết. Hiệu năng không phải thứ quan trọng nhất, nhưng rõ ràng mà nó mà yếu thì rõ ràng là sử dụng những thứ khác nó sẽ rất là khó chịu. Nên là hiệu năng sẽ là cái yếu tố thứ hai mà mình quan tâm tới. Nhưng mà nó tại sao mình lại nói là nó không phải là yếu tố quan trọng nhất mà chỉ cần đủ dùng với mình. Ví dụ như trong trường hợp này nhé. Ví dụ như với cái trường hợp của con Redmi Note 13 đang được bán tại ClickBuy với mức giá 4 triệu, các bạn cũng có thể nhìn thấy trên hình. Cái con chip của nó chỉ là con chip Snapdragon 685, RAM 6, bộ nhớ 128. Nhưng với cá nhân mình thì như thế này là đủ dùng đối với bản thân mình rồi. Vậy nên là nếu như mình lại bảo là hiệu năng là thứ quan trọng nhất và mình chỉ quan trọng đến hiệu năng thôi, thì có thể là mình sẽ lựa chọn Osram Tiger 12 đấy, 3.890.000 tại ClickBuy, RAM gấp đôi 12GB, ROM cũng gấp đôi 256GB. Cái phần con chip Helio G99 là cũng mạnh hơn chip 685 ấy chứ. Nhưng không, mình không làm như thế. Bởi vì sao? Bởi vì là khi hiệu năng của con Redmi Note 13 nó đã đủ dùng đối với bản thân mình rồi, thì như thế là được rồi. Hiệu năng không cần phải mạnh nhất, nhưng là cái yếu tố mà mình quan tâm tới thứ hai, và ít nhất là nó phải đủ dùng. Yếu tố tiếp theo mà mình quan tâm tới, nó là màn hình. Tại sao lại là màn hình mà lại không phải những thứ khác, không phải là camera hay là không phải sạc hay pin các thứ, mà mình lại xếp màn hình xếp trên? Bởi vì đơn giản là màn hình sẽ là cái thứ tiếp xúc liên tục với mắt của chúng ta, đúng không các bạn? Màn hình tiếp xúc liên tục với mắt của chúng ta, khi mà cần sử dụng điện thoại là bắt buộc phải nhìn vào màn hình rồi, đấy là điều chắc chắn rồi. Nên đây sẽ là cái thứ tiếp theo mà mình quan tâm tới. Tất nhiên đối với cả điện thoại giá rẻ thì mình không quá cầu kỳ ở cái việc là bắt buộc nó có phải có màn hình AMOLED hay như thế này như thế nọ. Nhưng mà đầu tiên là với màn hình mình sẽ ưu tiên về độ phân giải trước. Độ phân giải phải được Full HD. Trừ khi phải nó phải quá rẻ nhá, cỡ tầm khoảng dưới 2 triệu thì mình không yêu cầu cái này. Nhưng mà tầm khoảng 3 triệu thôi là mình đã phải yêu cầu là Full HD rồi. Đấy, Full HD trước đã. Xong sau đó thì mình sẽ quan tâm tới tấm nền AMOLED hay là IPS. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ quan tâm tới cái tần số quét. Cái tầm giá rẻ ấy, thì mình không quá quan trọng, nhưng nếu như mà được AMOLED thì rõ ràng là sẽ tốt hơn, đúng không nào? Đấy, không quan trọng thôi, nhưng mà tự nhiên có thì vẫn tốt hơn chứ. Camera sẽ là cái thứ mình quan tâm sau. Tại vì thông thường thì những cái điện thoại giá rẻ về cơ bản là camera của nó sẽ không được quá tốt đâu. Đấy, cũng phải nói thẳng với cả các bạn cái điều đấy luôn. Đối với cả điện thoại đắt tiền cơ thì có thể là camera sẽ là cái tiêu chí rất quan trọng để mình đưa lên, có thể là đưa lên ở những vị trí hàng đầu đấy. Nhưng mà đối với điện thoại giá rẻ thì mình lại không quá quan trọng cái đó.
Nhưng mình ý, thì mình thấy là về cơ bản là chất lượng camera của điện thoại giá rẻ mặc dù không phải là quá tốt, nhưng ít nhất là nó đủ dùng cho chúng ta trong cái việc là chụp ảnh khoảnh khắc, chụp ảnh bài giảng các thứ. Tele, camera tele ở trên điện thoại giá rẻ là gần như là không có. Tất nhiên nếu có thì tốt, nhưng mà gần như là không có. Nên là cái việc là yêu cầu camera tele thì mình sẽ không yêu cầu. Nhưng mình sẽ ưu tiên hơn những cái chiếc điện thoại mà có hỗ trợ camera góc rộng. Bởi vì với camera góc rộng mình có thể chụp ảnh đa dụng hơn, trong trường hợp là mình đi du lịch, mình chụp ảnh phong cảnh góc rộng. Mình là sale bất động sản đi, mình sẽ chụp ảnh góc rộng ở trong căn phòng này. Hay như là mình chụp ảnh ở nơi đông người, cả lớp mình đi chơi hay cả nhóm bạn mình đi chơi, mình có thể sử dụng góc rộng để mình dùng được. Và đấy là yếu tố mà mình quan trọng ở camera. Về pin và sạc thì nếu các bạn ý, thông thường các điện thoại giá rẻ pin họ trang bị rất tốt, toàn 5.000 cả đấy, hầu hết là cứ toàn thấy 5.000 là nhiều nhất. Có một số những chiếc điện thoại cá biệt nó lên tới 6.000, 7.000. Nhưng cá nhân mình ý, thì với pin với sạc thì mình sẽ ưu tiên sạc hơn là pin. Bởi vì pin thì các bạn thấy là tự nhiên con nào cũng thế rồi, đều 5.000 hết rồi. Thế lúc này mình sẽ ưu tiên về sạc chứ. Con nào sạc càng nhanh hơn thì càng tốt. Và các bạn chú ý nhé, 15W là tiêu chuẩn của sạc nhanh rồi. Dưới 15W thì không gọi là sạc nhanh, nhưng bắt đầu từ 15W trở lên đã gọi là tiêu chuẩn của sạc nhanh rồi. Thế thì cũng có một số những chiếc điện thoại mà mình thấy là 18W là cũng gọi là chấp nhận được đối với bản thân mình rồi. Nhưng lý tưởng nhất đối với những chiếc điện thoại giá rẻ, nếu như mà lựa chọn được 33W thì sẽ tốt nhất. Không cầu kỳ, không cần phải yêu cầu 6-7W hay bao nhiêu cả. Về các yếu tố khác ấy, thì mình thấy là vân tay mình không quan trọng ở bên trong màn hình hay là bên cạnh hông đâu. Bởi vì mình chỉ quan trọng tới tính thực tế thôi. Vân tay ở bên cạnh hông đã rất là nhanh rồi, nên cái này mình không quan trọng. Loa ngoài là loa kép hay loa đơn ấy, mình cũng không quan trọng, này nói thật luôn. Bởi vì sử dụng thì mình nói thật luôn là điện thoại giá rẻ thì loa nó nghe nó bình thường lắm. Nếu mà muốn nghe hay, mình một là kết nối vào loa Bluetooth, hai là nghe tai nghe chung wireless. Chứ còn nếu không thì nghe loa đơn cũng được, chứ mình không quan trọng cái loa đơn hay loa kép. Thiết kế hay chất liệu cũng không quan trọng, bởi vì cái này là cái mà chúng ta phải chấp nhận đánh đổi để giá nó được rẻ rồi. Không thể yêu cầu một chiếc điện thoại giá rẻ mà lại kính kim loại được, đúng không ạ? Hay là không thể yêu cầu một chiếc điện thoại giá rẻ mà lại là thiết kế viền siêu mỏng được. Còn tất nhiên nếu như nó có thì tốt, nhưng đấy không phải là yếu tố quan trọng để mình đặt lên hàng đầu. Cuối cùng là điện thoại giá rẻ thì thương hiệu mình sẽ không quá quan trọng. Đối với điện thoại đắt tiền nhé, thì thương hiệu vô cùng quan trọng đối với bản thân mình. Nhưng điện thoại giá rẻ thì mình không yêu cầu thương hiệu. Bởi vì nếu như mà có yếu tố thương hiệu vào đây mà nó cắt giảm đi những thứ khác ở phía trên, đặc biệt là cắt giảm đi những cái phần mà mình ưu tiên, ví dụ như cắt giảm về phần hiệu năng, cắt giảm về màn hình, cắt giảm về camera, thì thôi ok, vứt thương hiệu đi cũng được, không vấn đề gì, đúng không ạ? Nên là với bản thân mình thì thương hiệu là mình đặt ở yếu tố cuối cùng. Còn tất nhiên với cái bảng xếp hạng này là bảng xếp hạng của cá nhân mình dành cho việc mình sử dụng mua điện thoại, và mình chia sẻ cho anh em thôi. Còn anh em sẽ dựa trên những cái tiêu chí mà anh em đưa ra để mà lựa chọn cho nó phù hợp nhất với bản thân của chúng ta. Chứ còn mình cũng nói luôn đấy là một cái điện thoại nó đáng mua hay không ấy thì nó phụ thuộc vào cái nhu cầu và túi tiền của chúng ta, và nó phải là cái điện thoại phù hợp nhất với bản thân chúng ta. Vậy thì những cái tiêu chí mà các bạn đưa ra là gì? Hãy để lại comment cho mình biết. Chính ra ấy, trong số các cái tiêu chí này ấy, là mình thấy là Redmi Note 13 là một chiếc điện thoại nó khá là đồng đều về tất cả các tiêu chí này đấy. Ví dụ như là nó là hàng mới tinh này, hiệu năng đủ tốt, màn hình AMOLED tần số quét cao là được rồi đấy, có camera góc rộng, sạc 33W, pin 5.000, vân tay không quá quan trọng, nhưng tự nhiên nó lại được vân tay bên trong màn hình thì tội gì chúng ta không lấy. Loa kép cũng không quan trọng, nhưng nếu nó có thì tốt, nó lại có đấy. Thiết kế thì nó cũng không quan trọng, nhưng tự nhiên nó có viền màn hình mỏng thì tội gì mà mình không lấy. Và thương hiệu không quá quan trọng, thì thương hiệu Xiaomi ở Việt Nam nếu mà so với cả Samsung, Apple thì nó không bằng, nhưng nó là thương hiệu toàn cầu rồi, và nó là một cái thương hiệu rất nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà là trên toàn cầu nữa. Nên là với bản thân mình như thế là đủ tốt rồi. Các bạn thấy chiếc điện thoại giá rẻ nào có thể phù hợp với tất cả những tiêu chí mà mình đưa ra cũng có thể để lại comment nhé. Cảm ơn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.